Đâu quảng trường đâu? Ngô Xuân Trường. À, Ngô Xuân Trường cũng quảng trường. Tay mấy tay to nhỉ? Đấy là Vua Húc rồi. Quân chém ăn rồi. Ôi giời chết. Ôi chết. Tay này tập chăm lên này. Gặp thằng Quân cái cương còn chết. Ừ. Thường là nếu mà mình đánh một bài hai phát không được chết ấy à, rồi chết rồi chết rồi, đừng đi nữa cách được rồi. Đây anh Hải vẫn khỏe lắm, kia đây đã về đâu, kia đây đã về đâu. Hay nha. Đâu có Quân đâu. Quân đâu. Bật đi không ăn được. Nhập cầm giờ khó chịu quá, anh muốn em cầm đi nhập à. Nhập giờ cầm như này. Đến Quân làm sao không lỗi không. Cái tay này đẻ cái này. Thấy cháo không anh? Anh chém luôn chết đùa vào móc là thôi biết trước thua kéo cố được tay phải tôi không được tốt cộng tay một cái thôi hai cái quỳ rồi và chết luôn cái đéo gì vậy thôi tay gì quân đây quân vào đây từ từ quân đây quân mỏi rồi đứng đây quân mỏi rồi cứ bắt quân ở dây quân không vượt được Quân đâu, anh không vượt được Quân. Anh nhiều phải xoắn nhỉ? Anh có chiều mấy giờ rồi anh nhỉ? 10:49. Đây anh vừa vặt xong. 11 giờ rồi cả. Cơ không ngồi. Đấy, tổng thủ chi vậy đấy, đấy ơi. Ủa lẹt cho. Chỉnh bàn đấy. Đây, cứ vào đây nắm bình thường thôi. Chỉnh giữa bàn đấy, chỉnh giữa bàn. Không có điểm bám. Đấy. Ý kiểu không có điểm bám. Ấy à. Khỏe quá. Bóc đá chết. Không cứ nắm bình thường thôi. Đấy. Ôi giời ơi, khỏe lắm. Ngừng. Mặt nhanh lên, nhanh lên. Em còn có 71 cân rồi. Mặt đấy đi, nghiêm túc đi. Nhẹ cơ. Chết rồi. Xoắn lại được món khỏe thế. Tùng nữa chua thua à? Kinh à? Nó khỏe thật. Anh bắt. Cơ. Cục vậy lắm. Món chàng là kia rồi. Thế trái chưa nào? Tôi lấy tay phải nữa. Quân đâu? Vào quá thôi. Chưa phải đau nổi nhất là thanh nhàn. Quân phu à? Béo gì? Không bố có anh top hay để anh top anh. Tôi bụng luôn. Để tôi thay Quân. Anh thì vật bạn này. Quân bán sức khỏe. Cảm ơn. Ông phải bảo mẹ. Thắng Quân á. Quân cần khỏe lắm. Tốt nghiệp già tay đâu thì là bằng tiền 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 bằng tôi vào luôn đi, vào luôn đi. Quân tập kinh đi Quân. Hả? Tập kinh. Không biết tập kinh.
Kim bừa đấy. Đúng rồi, chém đánh rồi. Kim đồ. Thầy có đánh được tâm lý. Này, sư mách kéo công nước gì? Không, anh muốn xem này. Bây giờ, anh thế. Nhưng mà ra chém nhanh như đấu với tôi rồi. Đỉnh. Nhiều lắm, tập nhiều quá. Đấu, tay của các bạn bắt đầu kêu vui. Trái, mệt rồi. Đây phải từ lúc mới ra đã không được tập rồi. Cái buổi đầu anh ra đây phải được bạn lấy ra đẩy rồi. Ờ, chung ơi. Ở đây. Buổi đầu ra anh nhả đi này, ngược đầu. Ôi, không tập cái gì đâu. 2K10 ạ? Cầm nó thoải mái được. Ăn làm sao được? Thoải mái, thoải mái. Anh mà đưa em đây. Rồi với cả do món mình đưa đấy là do anh được nhiều người được làm gì chủ cho Âu nó phải ăn sướt. Chết này. Huy chết rồi. Cổ cảnh thế. Huy chết đấy phải. Cậu. Ủa. Thôi vậy, mình chết rồi. Mình đẹp. Tay chơi một niềm tin. Anh toàn anh tập không đấy. Khỏe đỉnh được. Tập không đi bật nó khỏe đỉnh. Nắm mắt hết đỉnh thì có bất cứ gì. Mày mày cầm trước đi, cầm trước đi thôi. Mày có định ở dưới không? Định cái tốt này này. Nhưng mà nó ngắn nữa, nó ngắn. Nắm này là hết rồi. Cái nhỏ tao cầm này tao mới chắc. Đây cho anh Huy bắt này, anh Huy bắt cầm cái này tao mới chắc cầm này nó chắc chứ không mở định. Nó nó chuẩn. Đây vẫn hở đấy còn gì. Tay tay tay. Trưởng tay phải tốt thế như này. Lên. Nó kéo về đây. Cái mà nó nắm cái bắt đầu tiên tôi dùng cái chiều hồng thì tôi tay xong định sai cái ván sau thì bên em mệt mệt rồi rồi bảo luôn hai ván thì lên hai video rồi bốn video rồi làm thêm cái sáu video rồi anh tám rồi bỏ qua không đá bốn rồi vâng này không gọi thằng ấy à? Vâng gọi thằng đánh bảo cổ ấy à? Hả? Đánh bảo cổ ấy. Thằng đấy á? Đấy hôm nay nó đéo ra à? Chưa. bởi vì vật toàn kiểu ui này vật sao được cho em đợi gì ấy xin em đợi em mới đợi đâu. Thôi cần gửi vip không? Cần gửi vip không? Bắt đầu sai thật đấy anh Huy ạ.
Nếu mà thế, nhiều quá đau người mà toàn rồi chấn thương có bên tạch sẵn rồi cách buộc là như nào anh chấn thương đầu đây với đầu không tay người đấy trước rồi xong luồn xuống này luồn xuống đây cái lỗ này luồn ra nghe bạn lỗ rồi xong rồi lỗ trên lỗ dưới này bây giờ phải có người yêu trước vân này tốt nghiệp bao tuổi 25 19 ô ông nhập rồi ơi mẹ cái ông anh này ông cái ông anh này tập mỗi gym ơi chả vẽ ui siêu tốc rồi ông cứ bình tĩnh không nghỉ rồi hết mỏi là kéo chơi được không tay hơi mỏi lắm nãy giờ nó tăng đét là đẹp rồi go ô chỉ quá Em anh cân có 72 thôi. Ơ, anh có 72. Sao chơi không? Anh chưa giọt bao giờ. Cùng hạng thôi, cùng hạng. Anh có 72 thôi. Anh có 20 cân rồi. Em 52 cân đo rồi. Đấy em 72. 52 72 52 cân. Đợi đợi tí nhé. Đưa nhau có 20 cân. Anh có tay làm gì không? Người mà xem trên TV thôi. Xem trên YouTube thôi. Thông thường là những người mà hay xem TV YouTube là những người hay xem. Nói cả hai lao đấm nhau rồi. Mày tự nhiên người ta bảo anh xem trên TV tự nhiên bảo nó rất ghét. Ấy bảo bạn ông vật của bạn áo đơn mất lịch ông anh ông bạn tôi bảo ông bạn của ông vật với anh này ừ được ấy khỏe đi dây luôn sao sải tuột tay vào mà anh ý chơi hút hay là giao lưu mà để vào mồm chảy máu mồm ra thì hơi khổ. Trước mặt một ông này đập tay mồm rách môi cái này nó rách môi à chảy máu mũi à. Mũi thì nặng hơn đập vào mũi lên xuống dưới bảy được trong cổ quân đan không chưa có đỉnh vãi ổn 52 cân vật với tám cân khỏe đấy móc không phải lắm chiêu làm hai phòng đây mà anh vật em thì chỉ cái tay trái thôi. Ở tay trái, tay phải thanh đấy. Chặt. Vật đầu mà anh lo rồi. Ông chặn hết cả. Quay vào tay trái không? Tay trái. Tay phải. Tay phải. Chú cho bạn này xong mình làm cái dây. Cân hay thì buộc không? Buộc. Thế mới bỏ bỏ cái nút. Thả bỏ một cái. Quân phải 5 năm rồi. Anh Hải ở nhà tập xem TV. YouTuber. Kéo này kéo mất tranh tranh đài nhé mất đài nhé. Cú mất đài. Anh này nghỉ đang ở bên này. Oh.
ui giời ơi, khỏe lắm. Căng đấy. Căng à, bên này nó hơi đau, hơi bị đổ. Cái này màu cổ lại là lắm ạ. Lần đầu đi mà kéo. Kéo cái rồi. Kéo cho cả. Đừng để nó ra xa. Cân cả bình thường. Nắm hay sao? Chịch, nó lên nó hơi ngặt bên kia. Ngặt bên kia. Rồi. Go. Rồi cho được. Chết rồi, chết rồi. Được đấy. Là không thế, mất thế rồi. Lôi về, mất nhanh lên. Đừng ấy, bảo sức đấy. Không được chứ. Mặc cổ rồi, có gì lắp chắc. Thôi đừng đánh bỏng cổ. Thôi đừng đánh bỏng cổ, mới chơi đánh bỏng cổ. Thế vào. Ôi thôi, dí kinh quá. Tay chạm, thôi nha. Anh chơi bao đấy anh. Từ từ đã, từ từ. Anh hai trong bạn đứng nghỉ ra. Hai tay trái vào đây, bây giờ mà đánh phải nhiều. Hai tay trái. Phải ép phải đổi. Hai. Tay này to quấn gần hết dây nó ngắn hơn. Móc xong rồi, tốt. Anh hát đi. Xong rồi, đợt dây. Hai lớp này. Tụt dây để bằng cân. Kinh nghiệm 15. Dây nó là lắp tướng, lắp tướng. Con trong rồi. Đây. 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 Đây
không có người chơi lắm mắm chạy nhanh rồi. À đây quân tốt rồi, đấy, tốt rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Móc. Thế mấy em nào đấy chưa vật không có thể chưa thì nghỉ.
chiều cơ. 2 giờ chiều cơ. Bây giờ vẫn toàn đến 1-2 giờ chiều. Thế này máu này chặt đông. Nào nào. Như thế là mất cổ đấy không ạ? Go. Như này là tương đối. Mất cổ hôn nó cầm hơn nhưng mà chắc trung bình thì nhảy thôi. Đúng vậy. Vào tay đi ạ. Đi luôn. Cảm sợ hãi, em có thấy cảm giác hơi nguy hiểm, tôi bỏ đi cố, mình chưa kỹ thuật chưa tốt, cao Go. Banh lắm, banh lắm một cái đau quá. Nắm đau cả tay tôi đau, có vẻ như là chúng ta đều làm tổn thương nhau. Go. người làm thì cách xa tay là nguy hiểm. Tay còn như nào? Vừa gạo xuống đứng ở sau bàn tí nữa vào trận cái hút luôn. Có điểm phải luôn. Go. Không phải chờ được đâu, không phải khỏi ăn chờ một lần. Cầm này thôi. 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 Cầm này thôi.
ông cầm ông chặn một con nút kia không được. Thôi, kia đây, kia đây, kia đây. Không. Bế hẳn lên bàn. Go. Go. Lôi vào nhá. Bên này thẳng quá rồi, xoay người ta thẳng quá rồi. Đây chỉ cần mỏi rồi. Thằng ở trước gửi cho nhóm sách làm đôi cái thằng mà đánh đề bàn học này rất nổi tiếng ấy. Xong rồi chủ tài xương sách làm đôi hỏi nhóm hỏi gây chưa mọi người chơi tay trái lúc đầu mày là tay trái lúc đầu mày kéo thỏa bàn đổi tay phải đi. Cương tay căng lên. Nhanh lên, chưa tập trung lắm. Vả đi.
không tập gì đâu anh. Em bản năng à, bản năng không tập gì. Đây. Nghe số lưng rồi à?
thằng anh Long Rốc khỏe vậy, khỏe lắm, tốt mà không mà má anh cũng tập đỉnh rồi, tập quận mới khổ quá điên rồi. Chơi đây anh đầu chín đầu mai biết một cái đâu tắt luôn ha, ý là vào thì em rồi rồi hai cái năm rồi 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 đó. Khỏe này không thấy đi tham gia giải. Tốt rồi. 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 Móc mấy cái này móc không rồi nhìn nhìn chứ thôi bỏ đi thôi bỏ đi bảo sai mà không sao bỏ đi không sao nhưng mà trong tập của soát được thì thôi dễ được biết em cái bạn bạn này bạn còn tập bạn còn giỏi cái em dễ thân biết ngay ta go trên đây quân nhà anh gặp nó quân nhà anh vật tay trái à quân tốt luôn quân tốt luôn à anh quân đỉnh à chiều mới kiểu kiểu kéo vào ba lần vừa cắt miệng này go go đâu thằng anh Long Rốc kiểu gì anh tốt chết Long Rốc nhưng mà móc thua cái tiền để móc ngoài móc được rồi phải tốt sai cứ để thế đấy ông cứ làm chưa được làm gì anh có dí cổ đâu nhiều sinh ngộ không uống được rồi không không uống không nhổ lại được lắm số à cứ xuống tự nhiên lúc nào ông này bả lại thì lại vào móc nhiều gì xong rồi lúc đấy tốt là được quân móc đồ quân bảo chơi tốt chơi tốt đâu không có tốt anh ngồi anh tay thấp một giây một giây một giây tay thân nút đây quân thân nút rồi thì ông mới bảo là bóc tay em cắt nút vào cho hai ông sang bên này họ nhiều chiêu hơn như này người yêu cầm cái cầm này là như nào ấy cầm này thôi cầm này có chỗ tựa thôi chỉ hay thôi cứ chặn là đừng có bỏ tay ra ông cử chân giữa ông chặn lên đùa đấy chặn tay bạn là cứ gì chặn đấy à không phải thật được đạp vào bên kia đạp đối phương phải hỏi không đạp hỏi đấy không đạp vào chân giữa lúc vào lại đạp tâm à giữa lỗi cho phút rồi xoay ra tập nhầm nào không cơ cơ máu à em không cũng bị lái được em ơi em không lái ra Đức Anh à bao giờ anh quen đấy à anh em chân ra đây ui giời to thế yếu anh Huy ui hơi yếu rồi anh Hoài chân chân mình phải tay to rồi chân mình phải tay to rồi cơ đạp đau mẹ người đau 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 cơ mà không biết đâu mấy quả người ba người lăm mông là ngang với cái đâu thôi thôi mỏi rồi ai còn nước không ăn nhựa thế không mỏi ai mỏi tới em ăn hành của anh cũng như lần tôi phải mỏi lâu lắm gặp đầu rồi ăn hành không không đạp yếu nhất chỗ này không phần tôi không đây em đây phải anh có tay phải ông bảo tập thua ông tôi yếu nhất chỗ này anh em yếu nhất chỗ này điêu
Tôi bật thử. Cảm giác vần tay phải. Đâu? Bố đông em. Chết bây giờ mới làm mấy cân đấy. Bây giờ tao mới thấy hộp bột ở dưới bàn. Đứng vào vị trí trọng tài. Không được. Rồi, nhẹ anh tí rồi. Ừ. Đồng về đóng tay. Móc thì chịu. Go! Xoắn ra, xoắn ra, xoắn ra, xoắn ra, đừng cố gắng xoắn lên. Xoắn lên đấy. Đúng rồi. Không xoắn được. Xoắn lên. Anh phải xoắn trước đi chứ. Nếu mà thấy anh ăn cầm. Tôi là vào xoắn luôn, đừng có bảo luôn, xoắn luôn. Đây vào móc không được kinh. Chưa bật. Ai bật quen không? Mình bật. Go! Đấy, không xoắn được. Cổ khỏe quá. Cổ khỏe. Cổ anh đánh không lại. Ừ. Nào bắt nha. Mất lấy được cả cổ ơi, không đáng được. Học cầm lấy là gì? Nào. Go. Chịu. Lên thầy ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mỏi cực. Theo, bắt ông này bắt. Ông này này hợp với anh. Tôi có nhiều con chơi cương đỉnh. Tôi nhập chỉnh giữa bàn nữa. Đấy. Đúng không? Hỏi chưa? Lệch bàn rồi. Đấy chưa? À giữa bàn rồi. Đúng rồi. Go! Đi chết rồi. Có nhiều thua rồi. Có nhiều thua à? Em ở bên bàn kia nhiều quá thôi. Tưởng thua.